chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, bảo hiểm xã hội tự nguyện là loại hình bảo hiểm xã hội do nhà nước tổ chức mà người tham gia được lựa chọn mức đóng và phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Giá trị nhân văn của chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện là mở ra cơ hội để những đối tượng lao động tự do, người dân ở các khu vực nông thôn được nhận lương hưu, chế độ tử tuất, giảm bớt khó khăn, rủi ro khi về già. Với ý nghĩa đó, trong những năm qua, ngành bảo hiểm xã hội luôn tập trung tuyên truyền, vận động người dân tham gia, góp phần đưa chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện đến với mọi người, mọi nhà. Từng công tác tại nông trường Quốc Doanh, xã Bình Sơn, huyện Hòn Đất, bà Nguyễn Thị Hội có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc 19 năm 3 tháng. Đến năm 2008, bà Hội nghỉ việc khi chưa đến tuổi hưu, với thâm niên đóng bảo hiểm xã hội chưa đến 20 năm nên không nhận được chế độ hưu trí. Thay vì phải đến cơ quan bảo hiểm xã hội nhận chế độ trợ cấp một lần, nhưng được sự tư vấn của cán bộ bảo hiểm xã hội huyện, bà Hội tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện cho 9 tháng còn lại để được hưởng chế độ hưu trí như bây giờ. Nhận thấy được những quyền và lợi ích thiết thực của chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, bà Hội tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện cho chồng để được hưởng nhiều chính sách khi về già. Thì năm đó là tôi chưa đủ tuổi nghỉ hưu mà cũng chưa đủ năm công tác, còn thiếu 9 tháng thôi, chừng còn thiếu có 9 tháng nữa thôi. Thế là tôi tham gia bảo hiểm đủ 20 năm, thì nhưng mà lại chưa đủ tuổi nên là phải chờ tuổi đến năm 2008 mới đủ tuổi nghỉ hưu. Rồi tôi nghỉ hưu từ năm 2008 đến nay. Thế thì nói chung là cái lương hưu thì nó cũng không đáng kể, nhưng mà nó cũng có cái thu nhập để chi phí hàng tháng. Rồi sau này tôi nghĩ là ông xã nhà tôi thì cũng lớn tuổi rồi, tôi tham gia cái bảo hiểm xã hội cho ông xã nhà tôi thì mỗi một quý là ông xã nhà tôi đóng là 1.075.000, thì cái mức đóng bảo hiểm thì tôi thấy nó cũng bình thường, gia đình có khả năng đóng được thì tôi tham gia bảo hiểm mà đóng cho ông ấy, để sau này ông ấy có cái tiền để ông ấy chi trong hàng tháng trong bản thân ông ấy. Bản chất của bảo hiểm xã hội là chính sách của nhà nước do nhà nước tổ chức thực hiện. Bảo hiểm xã hội là trụ cột chính góp phần bảo đảm an sinh xã hội. Quỹ bảo hiểm xã hội được nhà nước bảo trợ. Cơ quan bảo hiểm xã hội là cơ quan nhà nước, không vì lợi nhuận, không phải là công ty, doanh nghiệp kinh doanh như các loại hình bảo hiểm thương mại khác. Tất cả các hoạt động tuyên truyền, vận động của bảo hiểm xã hội đều nhằm mục đích ngày càng có nhiều người dân hiểu và tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, hướng tới mục tiêu bao phủ bảo hiểm xã hội toàn dân. Được nhà nước tin cậy, đưa giao cho tôi đi thu bảo hiểm y tế, thì kèm đó tôi tuyên truyền về bảo hiểm xã hội tự nguyện để cho người dân nắm bắt được, người ta nhận thức được đồng tiền sau này để người ta hưu trí đó. Thì lúc đầu tôi đi vận động thì cũng một hai đối tượng khó khăn lắm. Nhưng sau khi người ta nhận thức được tuyên truyền của tôi thì người ta tham gia. Hiện nay xã có 102 người đã tham gia bảo hiểm xã hội. Một số người thì đóng hàng tháng, tôi tới nhà để thu hàng tháng, và một số người thì đóng theo quý, và một số người đóng năm. Hiện nay có một người là đóng 5 năm liên tiếp luôn. Thành ra tôi nhận thức được chuyện đó, thành ra tôi vận động để cho người ta sau này người ta dành dụm tiền và người ta lãnh lương hưu, khỏi cần phải nhờ về vả về con cái. Tuy đồng tiền đó không là đáng bao nhiêu nhưng mà nó cũng có ý nghĩa là tự bản thân người ta để dành dụm từ đồng tiền của bảo hiểm xã hội ra. Chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện được triển khai từ năm 2008. Tuy nhiên đến nay, số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện ở các địa phương còn nhiều hạn chế do đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện chủ yếu là lao động tự do, lao động nông nghiệp, có thu nhập thấp và không ổn định, nên người lao động khó có khả năng tham gia. Theo đó, thời gian đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu là 20 năm là khá dài, đòi hỏi sự kiên trì, tin tưởng vào chính sách nhà nước thì người dân mới tham gia. Vì vậy, để góp phần nâng cao tỷ lệ người lao động tự do tham gia vào bảo hiểm xã hội tự nguyện, thì đòi hỏi các ngành địa phương cần tích cực làm tốt công tác vận động tuyên truyền theo phương châm đến từng nhà, gặp từng người. Tích cực tuyên truyền sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân hiểu rõ lợi ích và tính ưu việt mà loại hình bảo hiểm xã hội tự nguyện mang lại. Xem đây cũng là một trong những giải pháp quan trọng trong thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội của mỗi địa phương. Từ đầu năm, bảo hiểm xã hội đã căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được giao, tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện ban hành kế hoạch giao cho Ủy ban nhân dân các xã phường thị trấn tổ chức thực hiện và tổ chức tập huấn các
các đại lý về công tác truyền thông, tiếp cận đối tượng, tham gia vận động nhân dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, chỉ đạo các đại lý là bám sát các kế hoạch được giao để vận động người dân tiếp tục đáo hạn tham gia. Thì tới thời điểm này, bảo hiểm xã hội Hòn Đất đã thu đạt được 62,5% kế hoạch năm. Thì cái phương hướng từ nay đến cuối năm thì bảo hiểm xã hội huyện sẽ xây dựng kế hoạch là từng tháng, từng quý và đi bám sát cơ sở cùng với các cái địa phương để xuống vận động hộ gia đình tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đạt theo kế hoạch trên giao. Với chỉ tiêu được giao năm 2021 là phát triển hơn 2.900 đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, hiện nay ngành bảo hiểm xã hội huyện Hòn Đất đang tích cực phối hợp với các địa phương tổ chức thực hiện công tác vận động người dân nhận thức về quyền lợi của bảo hiểm xã hội tự nguyện để chủ động tham gia, chỉ đạo các đại lý thu tăng cường công tác tuyên truyền vận động, phát triển đối tượng mới và cả đối tượng đã tham gia trước đó tiếp tục đáo hạn nhằm quyết tâm hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu do Bảo hiểm xã hội tỉnh Kiên Giang giao. Hiện nay chưa hết 6 tháng đầu năm 2021, nhưng huyện Hòn Đất đã phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đạt hơn 62% kế hoạch năm, góp phần đưa chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện đến với mọi người, mọi nhà. Thưa quý vị và các bạn, là một trong nhiều địa phương của huyện Châu Thành đang phấn đấu về đích xã nông thôn mới. Vì vậy, hiện nay xã Bình An đang tập trung thực hiện nhiều giải pháp để hoàn thành các tiêu chí quy định. Trong đó có chỉ tiêu về người dân tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn xã đạt trên 85%. Nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị mà tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế hộ gia đình trên địa bàn xã ngày càng nâng cao, góp phần hoàn thành tiêu chí số 15 về xây dựng xã nông thôn mới. Nâng cao tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế, tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân là một trong những giải pháp bền vững góp phần giảm nghèo cho người dân. Bởi khi không có bảo hiểm y tế, người bệnh phải chi trả hoàn toàn chi phí khám chữa bệnh. Tham gia bảo hiểm y tế giúp người dân an tâm, được chia sẻ tài chính lúc ốm đau, nhất là những khi bệnh nặng. Đồng thời khi tham gia bảo hiểm y tế, họ sẽ có điều kiện được chăm sóc sức khỏe thường xuyên để đảm bảo sức khỏe, tái lao động sản xuất. Như trường hợp của ông Danh So, cư ngụ tại xã Bình An, huyện Châu Thành, không may phát bệnh bất ngờ. Trong lúc kinh tế gia đình thuộc diện khó khăn, ông So lại không tham gia bảo hiểm y tế nên phải tốn một khoản chi phí điều trị. Hiện nay được sự vận động của cán bộ y tế và chính quyền địa phương, ông So đã tham gia bảo hiểm y tế phòng khi bị bệnh nhằm phần nào giảm bớt gánh nặng tài chính cho gia đình. Bảo hiểm vô người ta đợi 70 triệu rồi để lấy tiền liền luôn đó. Ngày tôi nói không có, rồi bác sĩ nói về rồi lấy bảo hiểm đi nung lên lại. Rồi này đợi luôn bảo hiểm nè, đi làm. Bảo hiểm rồi mình thấy nó đỡ hơn chưa không có. Để góp phần nâng cao tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế của xã, cấp ủy đảng, chính quyền địa phương cùng các hội đoàn thể của xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế cho nhân dân, trong đó tập trung phổ biến các nội dung liên quan đến quyền và trách nhiệm tham gia bảo hiểm y tế, mức đóng và trách nhiệm đóng bảo hiểm y tế, quyền lợi khi đi khám chữa bệnh, huy động sự vào cuộc của các đại lý và người dân tham gia vận động tuyên truyền chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế. Thì nói chung đi con cái thì cũng nó có tư duy hết trơn ngày, còn vợ chồng thì năm nào cũng mua bảo hiểm hết, nhưng mà mua để dự trù vậy thôi chứ là chưa có đi khám, chưa có khám bệnh khám gì hết trơn á, năm nào cũng mua là vậy. Mua hồi cấp 220 lên, bây giờ lên tới 700 mấy cũng phải mua hết, năm được phải mua. Nó đỡ cho mình nhiều, tại vì nó tới chia ra tới 80% lận. Ngoài ra, để góp phần tạo thuận lợi cho người dân trong tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình, xã Bình An đã tạo cơ chế thuận lợi, phối hợp với ngành bảo hiểm xã hội triển khai cho 3 đại lý và các cộng tác viên thu bảo hiểm y tế tại Ủy ban nhân dân xã và các ấp để bảo đảm cho người có nhu cầu được dễ dàng tiếp cận với thông tin về bảo hiểm y tế và thuận lợi cho việc tham gia. Thì cho cái thời gian mình vận động, trong khi mình vận động mà con tham gia bảo hiểm thì mình rà soát lại những cái hộ nào chưa có tham gia bảo hiểm. Như mình nắm cái danh sách trong địa phương mình á, rồi có khi mình đi rồi mình cũng hỏi thăm cũng như coi có tham gia bảo hiểm hay chưa. Nếu chưa thì mình vận động tham gia, thì
cũng số người thì người ta cũng không chịu tham gia, số người thì người ta cũng chịu tham gia. Còn về cái mình cũng vận động là cũng như tham gia số bảo hiểm á, thì ví dụ người đầu tiên thì là 805, nhưng mà mua người thứ hai thì mình được giảm là còn lại là còn chịu 367 ngàn, cũng như 68 ngàn, nhưng 367 ngàn mấy trăm mình thu tròn 68 ngàn. Thì mình cũng vận động rồi, nếu mà người thứ ba rồi thứ tư thì càng ngày càng giảm xuống vậy đó. Ví dụ như tới người thứ tư thì còn có 2.253.000 đó, thì giảm xuống nhiều rồi. Nói chung thì bà con ta cũng có người thì ta mua hộ gia đình chung để giảm á. Là một trong các xã của huyện Châu Thành chuẩn bị về đích xã nông thôn mới, nên việc xây dựng hoàn thiện các chỉ tiêu trong 19 tiêu chí nông thôn mới của xã Bình An là việc làm hết sức cần thiết. Trong đó có chỉ tiêu về tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế trên 85%. Trong thời gian qua, nhờ thực hiện đồng bộ và giải pháp chú trọng vào công tác tuyên truyền vận động đã giúp tỷ lệ người dân trên địa bàn xã Bình An tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 87%. Hướng tới xây dựng chỉ tiêu bảo hiểm y tế trong tiêu chí xã nông thôn mới, xã Bình An đang phấn đấu có tới 90% tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế. Độ bao phủ tỷ lệ bảo hiểm y tế của xã hiện nay là đạt được trên dưới 87%. Nó thì kế hoạch thì phấn đấu đến cuối năm thì mình sẽ đạt là trên 90%, trên 90%, rồi từng bước mình đạt theo cái tỷ lệ xây dựng cái nông thôn mới. Nó như vậy thì về phía địa phương cũng tăng cường cái tuyên truyền vận động đến cái người dân của mình là tham gia cái bảo hiểm y tế, là ngoài cái đối tượng mà chính sách được hỗ trợ như hộ nghèo, cận nghèo, rồi gia đình chính sách, thì những đối tượng đó thì được nhà nước là mua để hỗ trợ, thì qua đó cũng thực hiện được cái chính sách an sinh xã hội. Còn lại mà cái đối tượng ngoài thì xã tăng cường cái vận động, cũng giao chỉ tiêu cho các cái đoàn thể là vận động rồi mình xây dựng phát triển cái hệ thống mà đại lý để làm sao tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân khi họ tham gia cái bảo hiểm y tế. Thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân là một chủ trương lớn của Đảng và nhà nước ta, có ý nghĩa to lớn trong đời sống cộng đồng. Đây cũng là một trong những chính sách an sinh xã hội mang ý nghĩa nhân đạo nhằm bảo vệ và chăm sóc sức khỏe người dân một cách tốt nhất. Tham gia bảo hiểm y tế vừa mang lợi ích cho bản thân, vừa thể hiện tính nhân đạo, chia sẻ rủi ro giữa người khỏe với người ốm, giữa người trẻ với người già, giữa người có thu nhập cao với người có thu nhập thấp, đồng thời góp phần chung tay với Đảng và nhà nước thực hiện công tác an sinh xã hội và sự phát triển bền vững kinh tế xã hội của mỗi địa phương. Nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Bảo hiểm xã hội kỳ này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chuyên mục Bảo hiểm xã hội kỳ sau.